Bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi ảnh trực tiếp từ nhà thi đấu thể thao tỉnh Ninh Bình. Trước mắt sẽ là trận đấu giữa đội Ninh Bình Liên Việt Postbank và Hà Tĩnh. Đây là hai trọng tài điều khiển trong trận đấu ngày hôm nay, gồm có trọng tài số 1 ông Nguyễn Thành Tuấn và trọng tài số 2 ông Đỗ Văn Trọng. Đây là trận đấu thứ 3 trong ngày thi đấu hôm nay, ngày khai mạc của giải vô truyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2023. Đây là đội xuất phát bên phía cầu thủ Hà Tĩnh, gồm có số 5 Lê Minh Quân, số 7 Nguyễn Văn Đức, số 13 Lê Thanh Giang, số 14 Nguyễn Thanh Phương, số 15 Nguyễn Quốc Đoàn và số 18 là Đinh Văn Phương. Libero của Hà Tĩnh là Nguyễn Văn Nam. Huấn luyện trưởng của Hà Tĩnh là ông Lê Thanh Hùng. Còn đây là đội xuất phát bên phía đội chủ nhà Hà Tĩnh, gồm có số 4 Quang Trọng Nghĩa, số 10 Nguyễn Huỳnh Anh Phi, số 13 Nguyễn Thanh Tùng, số 16 Vũ Quang Khơi, số 21 Nguyễn Thanh Hải. Libero là Trịnh Duy Phúc. Huấn luyện trưởng bên phía đội chủ nhà Ninh Bình Liên Việt Postbank là ông Bùi Trung Thảo, một chủ công lẫy lừng một thời của bóng chuyền Nam Ninh Bình. Ông Bùi Trung Thảo đã chia tay sàn đấu vào năm 2017. Ông được coi là một huấn luyện viên mắt tay khi giúp Ninh Bình đăng quang ở hai mùa giải gần nhất tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Và Ninh Bình cũng đang là các nhà đương kim vô địch của Cúp Hoa Lư. Năm ngoái Ninh Bình đã đánh bại Biên Phòng trong trận chung kết để có lần thứ 5 liên tiếp giành chức vô địch Cúp Hoa Lư. Ở trong trận đấu đầu tiên, đội chủ nhà Ninh Bình trong trang phục áo vàng sẽ áo vàng xanh thi đấu ở phần sân bên phía tay phải mà nhỏ của quý vị và các bạn. Trong đó Hà Tĩnh là đội phát bóng trước. Tình huống phòng thủ hay của Hà Tĩnh. Điểm số đầu tiên của trận đấu đã được ghi cho các cầu thủ Ninh Bình. Đây là trận đấu thứ 3 trong ngày thi đấu đầu tiên của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2023. Ở trận đấu đầu tiên của nội dung cờ nữ, Hóa chất Đức Gia Hà Nội đã vượt qua Bình Điền Long An với tỷ số 3-0. Sau đó ở nội dung của Nam, Biên Phòng đánh bại Thể Công cũng với tỷ số 3-0. Ninh Bình Liên Việt Postbank vừa có điểm số thứ 2. Pha phá bóng của Quả Trọng Nghĩa. Rất tốt. Điểm Hà Tĩnh 1-2. Văn Phương vừa có một pha kết thúc uy lực để ghi điểm số đầu tiên cho Hà Tĩnh ở trận đấu này. Đội chủ nhà Ninh Bình Liên Việt Postbank được đánh giá cao hơn. Tình huống điều chỉnh chủ bột không quá tốt. Bây giờ là cơ hội ghi điểm cho cao thủ Hà Tĩnh. Một pha phối hợp phản công rất hay của Hà Tĩnh. Và người kết thúc lại là Đinh Văn Phương. 2-0. Bóng ngoài sân. Và kết thúc vừa rồi là của Văn Phương. Trong ngày thi đấu hôm nay có 4 trận đấu. Sau khi trận này kết thúc thì vào lúc 20:15 sẽ diễn ra lễ khai mạc của giải. Sau đó theo dự kiến vào lúc 20:45 sẽ diễn ra trận đấu ở nội dung của nữ giữa đội chủ nhà Ninh Bình Liên Việt Postbank và Hà Phú Thanh Hóa. Năm nay cả hai đội bóng nam và nữ của Ninh Bình đều có nhà tài trợ mới, đó là Liên Việt Postbank, và cả hai đội bóng cùng mang tên Ninh Bình Liên Việt Postbank.
Điểm số đang được cân bằng 3 đều. Hà Tĩnh luôn là một đối thủ rất khó chịu với mọi đội bóng tại giải vô địch quốc gia cũng như tại cúp Hoa Lư. Năm nay Hà Tĩnh không có sự phục vụ của chủ công đội trưởng Lê Văn Thành khi anh đã quyết định giải nghệ. Đó cũng là một trong những mất mát đáng tiếc đối với đội bóng của huấn luyện viên Lê Thanh Hùng. Thanh Tùng thực hiện quả phá bóng. Cao thủ của Linh Đình Liverpool Spain có khả năng nhảy phá bóng tấn công rất tốt như Thanh Tùng hay quả trọng nghĩa. Hai bên đang bám đuổi rất xích sao từng điểm số 1 ở những diễn biến đầu tiên của set đấu này. Nguyễn Thành Phường thực hiện quả phá bóng cho các cầu thủ Hà Tĩnh. Chạm bóng thành công. Tuy nhiên trọng tài xác định đã có lỗi chạm lưới của cầu thủ Hà Tĩnh. 5-4 cho Ninh Bình Liverpool Spain. Điểm số được cân bằng 5 đều. Những diễn biến đầu tiên của set đấu thứ nhất đang diễn ra rất kịch tính và giằng co. Hai bên đang bám đuổi xít sao từ điểm số 1. Lê Minh Quân thực hiện quả phá bóng cho Hà Tĩnh. Bóng ngoài sân. Điểm 6. Điểm số lại được cân bằng 6 đều. Tại giải vô địch quốc gia năm 2023 thì cao thủ Ninh Bình nằm ở bảng B cùng với các đối thủ rất mạnh như Thể Công, Long An, Bình Dương và Biên Phòng. Còn Hà Tĩnh nằm ở bảng A. Một pha phối hợp không thành công của đội chủ nhà. Hà Tĩnh đã vươn lên dẫn trước 7-6. Hà Tĩnh cũng rơi vào một bảng đấu tương đối khó khăn tại giải vô địch quốc gia năm nay khi họ nằm chung bảng với Sa Đéc Khánh Hòa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Tân Bình Đà Nẵng. Và kết thúc tốt của quả trọng nghĩa. Quả trọng nghĩa là một trong những cầu thủ chơi nổi bật trong áo của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia tại SEA Games 2021 vừa qua để giúp cho bóng chuyền nam Việt Nam có được tấm huy chương bạc. Anh đã thi đấu bùng nổ trong chiến thắng đầy ngoạn mục trước Thái Lan ở bán kết với tỷ số 3-2. Câu trả lời của các thủ Hà Tĩnh và kết thúc hay của Thanh Phương. Chạm lưới của các thủ áo vàng. Điểm số được cân bằng 8 đều. Tham dự giải bóng chuyền cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2023 có 6 đội bóng của nam và 6 đội bóng của nữ. Các đội được chia làm 2 bảng. Ở nội dung của nam, Ninh Bình, Liverpool Spain và Hà Tĩnh nằm ở bảng B. Một đội bóng khác có mặt ở bảng này đó là Hà Nội. Còn bảng A gồm có Thể Công, Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương và Biên Phòng. Tại nội dung của nữ, ở bảng A có Hóa Chất Đức Gia Hà Nội, VTV Bình Điền Long An và Galaxymco Thái Bình. Bảng B của nữ tại cúp Hoa Lư năm nay gồm có Hà Phú Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh Thông tin và chủ nhà Ninh Bình Liverpool Spain.
tất cả các trận đấu của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2023 đều được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên kênh Ninh Bình TV, YouTube và Facebook Ninh Bình TV, cũng như trên các kênh của Osport, hệ sinh thái của VTV Cup. Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền được coi là giải đấu bản lề để khởi động cho giải vô địch quốc gia. Đây là cơ hội để các đội bóng đánh giá toàn bộ năng lực của cầu thủ cũng như đánh giá lối chơi trước khi bước vào cuộc đua khốc liệt tại giải vô địch quốc gia năm nay. Kể từ mùa giải năm ngoái, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã cho phép các đội bóng đăng ký ngoại binh thi đấu. Tại giải năm nay, Ninh Bình cũng đang có một tay đập đến từ Azerbaijan. Tuy nhiên trong trận đấu ngày hôm nay thì tay đập sinh năm 1995 của Ninh Bình là Vasilenko đang ở trên băng ghế dự bị. Hà Tĩnh đã rút ngắn điểm số xuống còn 9-11. Rất hay. Thanh Phương đang cho thấy được khả năng của mình với những pha kết thúc rất tuyệt vời. Hai đội vẫn đang bám đuổi rất xì xào từ điểm số 1. Và pha bóng không thành công của Nguyễn Quốc Đoàn. Quốc Đoàn trưởng thành từ lò đào tạo của Sa Đéc Khánh Hòa. Tình huống điều chỉnh chung một lỗi của các cầu thủ Hà Tĩnh, nhưng sau đó họ vẫn giành điểm và bám chắn đôi không thành công của chủ nhà Ninh Bình Liên Việt Postbank. 11-12. Bóng đã chạm trán của Thanh Tùng. Cơ hội ghi điểm cho Hà Tĩnh. Người ghi điểm vẫn là cái tên quen thuộc Nguyễn Thanh Phương, 12 đều. Rất kịch tính. Nguyễn Thanh Phương sinh năm 1997. Anh có chiều cao là 1m89. Tầm bật lên đến 3m30. Quả đập tốt của Thanh Tùng. Điểm Ninh Bình 13-12. 13-12. Ở trong trận đấu trước đó giữa biên phòng và thế công, hai đội cũng đã có một loạt được coi là tie break ở trận đấu đầu tiên vô cùng kịch tính khi mà trận đấu khép lại với chiến thắng 37-35 dành cho cao thủ biên phòng. Ở trong trận đấu đầu tiên của cuộc đối đầu này giữa Hà Tĩnh và Ninh Bình Liên Việt Postbank cũng đang diễn ra khá giằng co, không có một cách biệt lớn nào được tạo ra. Phát bóng ra ngoài sân. 13-14. Cách biệt lớn nhất được tạo ra chỉ là 2 điểm mà thôi. Nguyễn Thanh Phương thực hiện quả phát bóng. Phát bóng không qua lưới. Điểm Ninh Bình 15-13. Vẫn còn những con bài quan trọng trong tay huấn luyện viên Lê Thành Hùng.
của Hà Tĩnh như đội trưởng Trần Đức Hạnh mà ông chưa sử dụng ở set đấu này. Đây là giải đấu mang tính thử nghiệm cao và những tay đập đã khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong đội bóng. Không nhất thiết phải ra sân ngay từ đầu như trường hợp của Đức Hạnh bên phía Hà Tĩnh. Và kết thúc của Quốc Đoàn, trọng tài xác định bóng đã đi ra ngoài sân. 16-14 cho Ninh Bình Liverpool Postbank. Bây giờ là cơ hội ghi điểm cho Hà Tĩnh. Rất tiếc là Thành Phương đã kết thúc không thành công. Một pha phối hợp tiêu nối nhuần nhuyễn nhưng Thành Phương lại kết thúc lỗi. Tiếp tục là quả phá bóng của Thanh Hải. Thanh Hải mới chuyển đến Ninh Bình từ đội bóng chuyền Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn còn. Quả đập thứ hai liên tiếp của Thành Phương. Vừa rồi mặc dù bóng đã đi ra ngoài sân nhưng trọng tài xác định bóng đã chạm chắn của Ninh Bình Liverpool Postbank. 15-17. Hà Tĩnh vẫn đang cho thấy sự khó chịu của mình trước đội bóng được đánh giá rất cao, các nhà đương kim vô địch của Cúp Hoa Lư, đội chủ nhà Ninh Bình Liverpool Postbank. Ở mùa giải năm ngoái, Ninh Bình Liverpool Postbank với cái tên là Trà Ninh Bình, dù không có ngoại binh nhưng họ vẫn đang quang rất thuyết phục sau khi đánh bại SC Khánh Hòa với tỷ số 3-1 trong trận chung kết ngay trên sân nhà để giành chức vô địch. Năm nay đội bóng của huấn luyện viên Bùi Chu Thảo không có sự phục vụ của một trong những cầu thủ đã chơi hay nhất ở mùa giải vừa qua, đó là Quốc Duy. Quốc Duy đã chuyển sang khoác áo đội bóng chuyền Nam Thể Công. Thể Công năm nay được đầu tư rất mạnh khi có sự góp mặt của Quốc Duy và Nguyễn Văn Hạnh. Tuy nhiên cả hai đều chưa thực sự hòa nhập với đội bóng mới khi mà họ đã thất bại trong trận đấu đầu tiên trước Biên Phòng trong ngày thứ hôm nay. Một pha xử lý tốt trên lưới của Thanh Giang. 17-18. Chúng ta cùng xem lại tình huống xử lý rất hay của Thanh Giang. Nguyễn Văn Đức thực hiện quả phá bóng. Và bằng chân đôi thành công của các đội áo vàng. 18 đều. Rất kịch tính. Thanh Giang và Văn Phương đã có một tình huống phòng thủ trên lưới rất hiệu quả. Tiếp tục là quả phá bóng của trường 2 quê Nam Định, Văn Đức. Bây giờ thì quả đập của Hoàng Trọng Nghĩa đã mang về điểm số thứ 19 cho Ninh Bình Liverpool Postbank. Hoàng Trọng Nghĩa chắc chắn vẫn là một cái tên chủ chốt của đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam tại SEA Games sắp tới ở Campuchia. Bóng trong sân và pha bóng ghi điểm trực tiếp của Hoàng Trọng Nghĩa. Sau khi để cho đối thủ tạo ra cái biệt 2 điểm ở giai đoạn quan trọng của set đấu thì huấn luyện viên Lê Thanh Tùng đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý.
huấn luyện viên Bùi Trung Thảo khi còn thi đấu. Ông là một chủ công rất chất lượng của đội Trà Ninh Bình, đã cùng với Ninh Bình giành được 3 chiếc vô địch quốc gia. Sau khi lên tay huấn luyện viên Trần Văn Thư thì ông Bùi Trung Thảo đã cho thấy sự mát tay của mình khi đã giúp cho Trà Ninh Bình 2 mùa giải liên tiếp vào năm 2021 và 2022 giành chiếc vô địch. Ninh Bình trở thành một trong số ít đội bóng giàu thành tích nhất của làng bóng chuyền Nam Việt Nam. Ninh Bình đã có 5 chiếc vô địch tại sân chơi chuyên nghiệp quốc gia kể từ khi giải đấu ra đời vào năm 2004. Lại có thêm một điểm nữa cho Ninh Bình Liverpool Spain. Ba điểm không phải là một khoảng cách lớn, nhưng đây là giai đoạn quan trọng của xe đấu. Lợi thế về mặt tinh thần đang thuộc về Trọng Nghĩa và các đồng đội. Pha phá bóng không qua lưới của quả Trọng Nghĩa. Ninh Bình Liverpool Spain tự cắt đi chuỗi liên điểm của mình bằng pha phá bóng lỗi của Quảng Trọng Nghĩa. 19-21. Cơ hội vẫn còn với Hà Tĩnh ở trong xe đấu đầu tiên này. Người phá bóng là Quang Đoàn. Có thêm một điểm nữa cho Hà Tĩnh. 20-21. Tiếp tục là quả phá bóng của Nguyễn Quốc Đoàn. Chuyền bóng tốt. Điểm Ninh Bình 22-20. 22-20. Pha phối hợp khá hay của cầu thủ Ninh Bình. Nguyễn Huỳnh Anh Phi đang đảm nhận vai trò chuyền hài chính bên phía Ninh Bình Liverpool Spain. Người thực hiện quả phá bóng là Cú Văn Hoàn, cầu thủ có chiều cao tốt nhất trên sân. Cú Văn Hoàn cao 2m02. Đội bóng rất tốt. Điểm Hà Tĩnh 21-22. 21-22. Trận đấu đầu tiên diễn ra với chất lượng chuyền bóng khá cao. Đó là pha kết thúc của Lê Minh Quân. Pha điều chỉnh chuyền bóng lỗi của cao thủ bên phía chủ nhà, nhưng rất may sau đó họ đã giành điểm. Mặc dù tình huống kết thúc của Thanh Tùng không phải là quá tốt, nhưng hàng sau của Hà Tĩnh có vẻ như đã mất tập trung ở pha bóng vừa rồi. Họ để mất điểm một cách đầy đáng tiếc. Đội bóng rất hay. Điểm Hà Tĩnh 22-23. Lại là cú đánh của Văn Phương, người ghi nhiều điểm nhất cho cầu thủ Hà Tĩnh ở trong set đấu này. Văn Phương phần nào có thể khiến cho người mộ Hà Tĩnh không còn quá nhớ Lê Văn Thành. Những pha nhảy phong bóng tấn công của Văn Phương đang còn là một hạn chế của cầu thủ mang áo số 18 này. Anh đã có hơn một lần thực hiện những pha phá bóng lỗi. Ninh Bình Liverpool Spain có 2 set point. Thôi đến với đội chủ nhà. Vẫn còn. Tình huống phòng thủ hay của các thủ hai bên. Trọng tài xác định bóng trong sân.
lại là Văn Phương. 23-24. Hà Tĩnh đã cứu được một set point. Nhưng lợi thế vẫn thuộc về các thủ Ninh Bình. Đội Hà Tĩnh xin thay người số 7 ra sân, số 4 vào sân. Phan Minh Chiến vào sân để tăng cường khả năng bám chắn. Một sự thay đổi người mang nặng tính chiến thuật của huấn luyện viên Lê Thanh Hùng. Không được. Mặc dù hàng trắng đã làm việc khá tốt, như ở tình huống tiếp theo thì Thanh Phương đã không thể có một pha xử lý như ý, và trận đấu đầu tiên đã khép lại với chiến thắng thuộc về đội chủ nhà Ninh Bình Liverpool Bank. Tỷ số của set 1 là 25-23. Chủ nhà Ninh Bình Liverpool Bank. Ở trong set đấu thứ hai này, Hà Tĩnh trong trang phục áo vàng thi đấu ở phần sân bên phía tay phải mảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Một pha phập đánh nhanh rất hay của Hà Tĩnh. Và người kết thúc đó là Lê Thanh Giang. Thanh Giang là một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Anh sinh năm 1991. Và có chiều cao là 1m89. Và kết thúc là của Quản Trọng Nghĩa. Chỉ có một mình Lê Minh Quân nhảy lên bám chắn ở trong tình huống vừa rồi. Và tay chắn của Hà Tĩnh đã không thể hóa giải được quả đập của Quản Trọng Nghĩa. Trọng Nghĩa sẽ thực hiện quả phát bóng cho Ninh Bình. Phát bóng không qua lưới. Đây là giải đấu đầu tiên trong năm nay thuộc hệ thống của các giải đấu của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Các cầu thủ chưa nóng máy, như vậy mà họ vẫn ít nhiều
chưa có được phong độ cao nhất. Lối chơi của một số đội bóng vẫn có sự chòi choạc, thiếu ăn khớp. Đó cũng là điều dễ hiểu khi giải đấu này chủ yếu để các đội bóng lắp ghép lối chơi, hoàn thiện lối chơi. Và kết thúc rất tốt của Đinh Văn Phương. Hà Tĩnh đã khởi đầu hay ở set đấu thứ hai. Họ tạo ra cái biệt 3 điểm trước Ninh Bình Liverpool bằng. Như vậy là Ninh Bình đã sử dụng cầu thủ ngoại, cầu thủ người Azerbaijan Andrei Vasilenko. Vừa rồi là pha kết thúc không qua lưới của Ninh Bình Liverpool Bank. 5-1 cho Hà Tĩnh. Đó là quả đập của anh Phi. Còn thêm một điểm nữa cho cầu thủ Hà Tĩnh. Chúng ta cùng xem lại quả đập tốt của Thanh Tùng. Đường chuyền hơi sát lưới và Valesenko đã không khó để bám chắn thành công. Còn tuống phòng thủ rất hay, nhưng ở tình huống tiếp theo thì Valesenko đã không thể cứu bóng. 7-3 cho Hà Tĩnh. Hà Tĩnh vẫn đang tạo ra một áp lực cần thiết lên phía đối phương. Họ vẫn đang duy trì được một tinh thần tốt. Văn Phương thực hiện quả phá bóng. Văn Phương đã chơi nổi bật ở set đấu đầu tiên. Phá hợp chiến thuật tốt của Ninh Bình. 4-7. Rất mạnh nhưng trọng tài xác định bóng đã đi ra ngoài sân. Và phá bóng tốt của Nguyễn Thành Tùng. Vẫn là số 18 của Hà Tĩnh. Văn Phương đang chơi nổi bật trong trận đấu này. Lực lượng của Ninh Bình được đánh giá đồng đều hơn ở các tuyến, nhưng đội bóng của Liên Bùi Trung Thảo đã có một set thắng đầy khó khăn. Điểm Ninh Bình 6-8.
quả phạt bóng của Valisenko. Mặc dù đó là một tình huống phối hợp lỗ nhịp nhưng Hà Tĩnh vẫn có điểm. 9-6. Thành Phương đã không thể có một pha kết thúc tốt ở tình huống bóng vừa rồi. Và kết thúc 6.3m thành công của Thanh Tùng. Đây mới là những diễn biến của nửa đầu set đấu thứ hai. Ninh Bình đã rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm. Trong hai trận đấu đầu tiên tại Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay, cả hai trận đấu đều kết thúc với tỷ số 3-0. Đây là trận đấu mà cầu thủ Ninh Bình liên về Postbank được đánh giá cao hơn. Nhưng Hà Tĩnh cũng cho thấy được sự khó chịu của mình. Trận đấu đầu tiên họ chỉ chịu thất bại với cách biệt có 2 điểm mà thôi. Và họ vẫn đang chơi rất tốt ở trận đấu thứ hai này. Lỗi chạm lưới của cầu thủ Ninh Bình liên về Postbank. 11-7. Văn Đức thực hiện quả phá bóng. Cơ hội lại đến với đội bóng vàng. Và kết thúc thành công của Quốc Đoàn 12-7. Tiếp tục là quả phá bóng của Văn Đức. Chuyền một tốt, bóng đi ra ngoài sân. Có lẽ huấn luyện viên Bùi Trung Thảo nên xin tạm dừng trận đấu để hội ý khi mà cách biệt đã được tạo ra lên đến 6 điểm. Đội Ninh Bình xin tạm dừng lần thứ nhất ở hiệp thi đấu thứ hai. Và huấn luyện viên Bùi Trung Thảo cũng đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Cần phải có những nhắc nhở đối với các trò của ông. Sự tập trung trở lại cũng như cắt đi mạch hưng phấn của đối phương. Ở giải đấu năm ngoái, Ninh Bình Liverpool Postbank với sự phục vụ của Nguyễn Văn Quốc Duy, cầu thủ tấn công xuất sắc nhất của mùa giải 2023, đã đăng quang rất thuyết phục. Nhưng năm nay Quốc Duy đã chuyển sang thi đấu cho thể công. Vasilenko, cầu thủ người Azerbaijan đã được tung một sân. Nhưng tay đập mang áo số 9 sinh năm 1995 của Ninh Bình vẫn chưa chứng tỏ được nhiều. Tất nhiên anh cần thời gian để có thể tìm được tiếng nói chung với các đồng đội. Ngay sau khi xin tạm dừng trận đấu để hội ý thì Ninh Bình Liverpool Postbank đã cắt được chuỗi liên điểm của Hà Tĩnh. Nhưng vẫn đang là một khoảng cách không hề nhỏ. 5 điểm. Được các cầu thủ Hà Tĩnh duy trì. Lợi thế về điểm số đồng nghĩa với một lợi thế về tâm lý dành cho đội bóng áo vàng. Pha vợp đánh nhanh rất hay. Ở mũi đánh nhanh thì Thanh Phương cũng đang cho thấy được khả năng. Đội Ninh Bình xin thay người, số 19 ra sân, số 20 vào sân. Huấn luyện viên Bùi Trung Thảo buộc phải tung những cầu thủ tốt nhất vào sân như Cú Văn Hoàn. Điểm 14 cho Ninh Bình Liverpool Postbank.
Quang Trọng Nghĩa thực hiện quả pha bóng. Và kết thúc không thành công của Vasilenko. 15-9 cho đội bóng áo vàng. Chủ công người Azerbaijan đã phải có tuống bật tại chỗ. Tầm bóng và điểm tiếp xúc và cắt bóng cũng không tốt, khiến cho anh không thể vượt qua được hàng chắn của đối phương. Chủ một tốt. Pha ghi điểm của Nguyễn Thanh Tùng. 10-15. Trận đấu đang chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng và Ninh Bình Liverpool Bank cần phải chất chiêu cơ hội, lấy lại sự tập trung để có thể hướng đến chiến thắng tiếp theo ở set đấu này. Khi trước đó họ đã vượt qua Hà Tĩnh với tỷ số 25-23. Có thêm một điểm nữa dành cho đội chủ nhà. 11-15. Ninh Bình Liverpool Bank vừa ghi hai điểm rất quan trọng. Cú Văn Hoàn với chiều cao lên đến 2m02 thường có những tình huống phát bóng rất tốt. Và pha bóng khó của Cú Văn Hoàn khiến cho bước một của Hà Tĩnh không được tròn trịa. Nhưng hàng sau của Hà Tĩnh đã có tình huống phòng thủ rất hay. Lỗi chuyền của các cầu thủ áo vàng. 12-15 đã có tín hiệu xin tạm dừng trận đấu hội ý của huấn luyện viên Lê Thanh Tùng. Rất đúng lúc, ông cần phải ngắt mạch lên điểm của đối phương. Ít nhiều đã có sự chệch nhoạc của Hà Tĩnh trong quãng thời gian vừa qua khi Ninh Bình tung vào sân những cầu thủ chất lượng như Cú Văn Hoàn, thì đội bóng của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo cũng đang dần lấy lại được thế trận. Trợ lý cho huấn luyện viên Bùi Trung Thảo là huấn luyện viên phó Nguyễn Đình Lập và Vũ Văn Tuyền, những người đồng đội một thời của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo trong áo của Trà Ninh Bình. Trong khi Bùi Trung Thảo là chủ công thì Vũ Văn Tuyền và Đình Lập là hai tay đánh nhanh, hai người chơi vị trí phụ công. Ngay sau khi xin tạm dừng trận đấu để hội ý thì Hà Tĩnh đã ghi điểm 16-12. Tốt của Quốc Đoàn. 17-12. Cách biệt 5 điểm lại được đội bóng của huấn luyện viên Thanh Hùng tạo ra. Áp lực vẫn đang đè nặng lên đôi vai của đội chủ nhà. Trọng tài xác định bóng không chạm trán của Hà Tĩnh sau quả đập của Vasilenko. Dù mới là những pha bóng đầu tiên khi có mặt trên sân, nhưng rõ ràng gì và mà Vasilenko thể hiện là chưa thật sự thuyết phục. Tất nhiên anh vẫn cần thời gian, nhưng ở vị trí chủ công, các tay đập thường không mất nhiều thời gian để hòa nhập với đội bóng so với các vị trí phụ công hoặc chuyền hai.
Pha phòng thủ hay của Quang Trọng Nghĩa. Nhưng các cầu thủ áo vàng đã có một tình huống phòng thủ trên lưới rất tốt. Người đã hóa giải của đội vừa rồi là Thanh Phương. Thanh Phương cao 1m90. Và điều chỉnh một lỗi của Quả Trọng Nghĩa. Và sau đó là pha kết thúc lỗi của Vasilenko. 20-13. Một cách biệt lớn đã được tạo ra. Và lần thứ hai ở trong trận đấu thứ hai này, huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã buộc phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Không còn nhiều cơ hội cho đội chủ nhà ở trong trận đấu thứ hai khi cách biệt đã là 7 điểm. Chiến thắng ở trong trận đấu này đang đến rất gần với các cầu thủ Hà Tĩnh. Trần Đức Hạnh, đội trưởng của Hà Tĩnh, vẫn đang được cất trên băng ghế dự bị. Theo danh sách đăng ký của Hà Tĩnh tham dự giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay, họ cũng có một cầu thủ ngoại binh, đó là Asanafan, tay đập người Thái Lan. Bây giờ thì Ninh Bình mới cắt được chuỗi liên điểm của đối phương. 14-20. Tình huống bỏ chuyền không thành công của Văn Đức. Sau đó thì hàng sau của Hà Tĩnh đã có một tình huống bóng không tốt. Họ thiếu đi sự tập trung và đã để mất điểm. Tiếp tục là quả pha bóng của chủ công người Azerbaijan, Andrei Vasilenko. Rất hay. Rất nhiều những pha bóng hay ở trận này được cao thủ áo vàng Hà Tĩnh thể hiện, dù họ thất bại ở trận đấu đầu tiên. Nguyễn Thành Phương thực hiện quả pha bóng cho Hà Tĩnh. Trọng tài bắt lỗi chuyền hài của Hà Tĩnh. 16-21. Người thực hiện quả pha bóng cho đội chủ nhà là Nguyễn Thanh Hải. Chạm bóng thành công. Tình huống bắn chắn tốt của Lê Thành Giang. Ở pha quả chạm vừa rồi cho thấy bóng đã chạm chắn của Văn Đức. Và kết thúc lỗi. Nhưng trọng tài xác định bóng đã chạm chắn của Ninh Bình. 23-16. Tại Cúp Hoa Lư năm nay, ban tổ chức không sử dụng công nghệ Challenge Eye. Của cầu thủ Hà Tĩnh. Những pha bóng căng
khi không phải là những chuyền hài thực thụ thì cao thủ luôn gặp khó khăn để chuyền bóng cao tay. Họ thường hay mắc lỗi dính bóng. Bóng chắc chắn ra ngoài sân sau quả đập của Nguyễn Quốc Đoàn. 24-17. 7 cơ hội để Hà Tĩnh kết thúc trận đấu đầu tiên. Sư Đoàn trận đấu thứ hai với một chiến thắng. Và chắc chắn chiến thắng ở trận đấu này sẽ thuộc về đội bóng áo vàng khi cái biệt là quá lớn về set point. Pha phá bóng ghi điểm trực tiếp của Quốc Đoàn. Và trận đấu thứ hai đã khép lại với chiến thắng 25-17 cho Hà Tĩnh. Đó có thể coi là một bất ngờ, nhưng bất ngờ hoàn toàn hợp lý khi mà đội bóng áo vàng đã chơi rất hay. Chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu thể thao tỉnh Ninh Bình để tiếp tục theo dõi trận đấu thứ ba. Trận đấu giữa đội chủ nhà Ninh Bình Liverpool Bank và Hà Tĩnh. Trận đấu thuộc khuôn khổ giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2023. Trận đấu thứ hai vừa qua, các đội Hà Tĩnh đã có được chiến thắng 25-17 để cân bằng tỷ số 1-1 sau hai trận đấu. Và bây giờ họ phát bóng trước, thiếu phần sân bên tay trái mái nhỏ của quý vị và các bạn. Và điểm số đầu tiên trong set 3 đã thuộc về đội chủ nhà. 1-0 cho Ninh Bình Liverpool Bank. Phát bóng ra ngoài sân. Chỉ một tuần sau khi kết thúc giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2023 thì giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay sẽ khởi tranh. Giải đấu được tổ chức ở hai địa điểm là nhà thi đấu Bắc Ninh và nhà thi đấu Gia Lâm của Hà Nội. Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng 2. Và vòng 1 của giải sẽ kéo dài đến ngày 19 tháng 3.
pha phối hợp tương đối tốt của Hà Tĩnh. Điểm số được cân bằng 2-2. Sau khi điều chỉnh chuyển một lỗi thì chuyền hai của Ninh Bình cũng đã mắc lỗi hai chuyền ở trong tình huống vừa rồi. 3-2 cho Hà Tĩnh. Thanh Giang thực hiện quả phá bóng. Pha phá bóng khó chịu của Thanh Giang. Bóng trong sân. Quả đấm tốt của Thanh Tùng. 3-3. Trong set đấu thứ hai vừa qua, Ninh Bình đã chơi chung xuống ở những diễn biến đầu tiên. Họ để cho Hà Tĩnh bứt lên, để rồi đội chủ nhà không thể cố gắng được ở trong set đấu thứ hai và đã phải nhận thất bại với tỷ số 17-25. Ba cho Ninh Bình Liverpool Bank. Đội chủ nhà đã chơi tập trung ngay từ đầu ở set đấu này. Một pha kết thúc rất tốt của Lê Minh Quân. Minh Quân sinh năm 1996. Anh có chiều cao là 1m88. Phát bóng không qua lưới. 6-4. Vừa rồi là tình huống phát bóng hỏng thứ tư của chủ công mà số 18 Đinh Văn Phương bên phía Hà Tĩnh ở trận đấu này. Đúng là những tình huống nhảy phong bóng tấn công của Văn Phương vẫn đang là một hạn chế của anh. Bù lại thì tay đập này có những pha kết thúc tương đối hiệu quả. Anh vẫn đang là người chơi nổi bật nhất bên phía Hà Tĩnh. Đập bóng không qua lưới. Khi ở hàng sau, Thành Phương, Đinh Văn Phương không có được hiệu quả tốt so với khi anh ở hàng trên. Vasilenko. Lực phát bóng của tay đập người Azerbaijan có thể nói là không mạnh. Anh vẫn đang cần thời gian để hòa nhập với thời tiết và khí hậu của Việt Nam. Và xử lý lỗi của Quảng Trọng Nghĩa. Trọng Nghĩa vẫn đang thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Anh đang mang hàm trung úy. Văn Hoàn không chỉ là cầu thủ có chiều cao tốt nhất trên sân mà còn là cầu thủ có chiều cao tốt nhất của giải đấu. Và chấp thời cơ trên lưới không tốt của Quảng Trọng Nghĩa. Tuy nhiên cũng cần phải dành lời khen cho Văn Đức khi anh đã nắm bắt được ý đồ của đối phương. Văn Đức đã nhảy lên rất nhanh để bám chắn quả đập của Quảng Trọng Nghĩa. Trước đó cầu thủ Hà Tĩnh đã có một pha bắt bóng một không tốt. Pha phối hợp cánh chồng không thật sự quá tốt của cầu thủ Ninh Bình, nhưng họ vẫn giành được
Điểm đã ghi cho Hà Tĩnh 79. Sau khi bóng chạm tay cầu thủ của đội chủ nhà Ninh Bình Liverpool Bank, bóng đã chạm vào cột giới hạn và điểm được ghi cho đội bóng áo vàng. Quả đập rất lôi và kết thúc của Thanh Tùng. 8-9 cho Hà Tĩnh. Hà Tĩnh vẫn đang gây ra rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Các nhà đương kim vô địch của Cúp Hoa Lư cũng như đương kim vô địch của giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Bóng chạm chắn của Thanh Tùng ra ngoài sân. Điểm số được cân bằng 9 đều. Và chuyền bóng sau đầu rất tốt của Văn Đức đã ít nhiều loại bỏ được hàng chắn của đối phương, thì chỉ có một mình Thanh Tùng nhảy lên ở tư thế chơi với bám chắn ở trong thủ vừa rồi. Để rồi anh không thể có được tình huống phòng thủ trên lưới như ý. Và bây giờ Hà Tĩnh đã có thêm một điểm nữa. 19. Đội Ninh Bình xin lên người. Số 4 ra sân. Số 11 Lâm Văn Sành đã vào sân để thay cho Quản Trọng Nghĩa. Trọng Nghĩa đã tham gia một loạt giải đấu hội làng dịp đầu năm nay. Có lẽ anh đang không có tình trạng thể lực tốt nhất. Thi đấu ở hội làng một ngày thi đấu 3-4 trận. Và Trọng Nghĩa luôn thi đấu với hơn 100% sức lực của mình. Anh luôn là người gánh team trong các đội bóng anh tham dự ở hội làng. Vì vậy mà nền tảng thể lực của anh cũng ít nhiều bị ảnh hưởng khi bước vào giải đấu này. Điểm số bây giờ đã được cân bằng 10 đều. Điểm Hà Tĩnh 11-10. Mới vào sân. Vì vậy mà Lâm Văn Xanh vẫn chưa có thể bắt nhịp nhanh. Quả đập tốt của Vasilenko. 11 đều. Vasilenko cao 1m92 và tầm bật đà của anh lên đến 3m50, một tầm bật rất lý tưởng. Phát bóng không qua lưới. Người phát bóng lỗi là Nguyễn Thanh Hải. Hà Tĩnh đã vươn lên 12-11. Điểm được ghi cho đội chủ nhà. Điểm Ninh Bình 12 đều. Không chạm chắn của Ninh Bình sau quả đập của Minh Quân. 13-12. Mục tiêu của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo và các học trò ở giải đấu năm nay là đi đến trận đấu cuối cùng, tức là lọt vào trận chung kết của giải vô địch quốc gia, cũng như bảo vệ thành công chức vô địch tại Cúp Hoa Lư. Năm mùa giải liên tiếp vừa qua tại Cúp Hoa Lư, Ninh Bình đều đã đăng quang.
với các đội bóng thì cúp Hòa Lư là cơ hội để họ thử nghiệm đội hình. Vì vậy mà chiến thắng tại cúp Hòa Lư không có giá trị quá cao về mặt chuyên môn với các đội bóng. Pha phối hợp tốt của Văn Đức và đồng đội Thanh Phương. Lại là một pha phạm bóng lỗi của Đinh Văn Phương. Hầu hết những pha phạm bóng của Văn Phương đều không thành công. Quả thì ra ngoài, quả thì rút lưới. Tốt của cao thủ Hà Tĩnh. 14-15. Hà Tĩnh vẫn đang ở thế bám đuổi. Chuyển một tốt. Nhưng quả đập của Thanh Tùng là rất lôi. 15 đều. Nguyễn Huỳnh Anh Phi chuyền hai bên phía Ninh Bình chưa thực sự chứng tỏ được khả năng phân phối bóng của mình. Đó là pha kết thúc của Lâm Văn Xanh. Đội Hà Tĩnh xin thay người, số 5 ra sân, số 11 vào sân. Như vậy là huấn luyện viên Lê Thanh Hùng của Hà Tĩnh đã tung đội trưởng Trần Đức Hạnh vào sân. Phát bóng ra ngoài sân. Lỗi phá bóng của Phú Văn Hoàn. Bên cạnh Hà Tĩnh và Ninh Bình Liverpool Bank ở bảng B của Nam còn có Hà Nội. Đội bóng đã cán đích ở vị trí thứ 3 tại mùa giải năm ngoái ở giải vô địch quốc gia. Hà Nội cũng là một đối thủ rất đáng gờm tại cúp Hòa Lư năm nay. Rất hay. Đập rất tốt của Đinh Văn Phương. 17 đều. Và chuyền bóng quá sát lưới. 18-17 cho Hà Tĩnh. Thanh Hải vừa rồi đã không thể chiến thắng được hàng chắn của đối phương khi mà anh Phi đã chuyền bóng rất sát lưới ở tầm tương đối thấp. Những diễn biến của trận đấu thứ 3 đang khá giống với trận đấu đầu tiên khi Hà Nội bám đuổi siết sao từ điểm số 1. Sau khi Đức Hạnh có một pha điều chỉnh chuyền một lỗi thì sau đó Hà Tĩnh đã để mất điểm. 19-18 cho Ninh Bình Liverpool Bank. Lâm Văn Xanh thực hiện quả phát bóng cho đội chủ nhà. Vẫn còn.
Hàng sau của Hà Tĩnh đã có những pha phòng thủ rất tốt, nhưng pha phản công vừa rồi của họ đã chưa thể ghi điểm. Bây giờ cơ hội lại đến với Hà Tĩnh, và cuối cùng đội bóng vàng đã giành điểm sau pha kết thúc của Quốc Đoàn, 19 đều. Sự kiên cường trong những pha phòng thủ hàng sau đã giúp cho Hà Tĩnh có điểm, một thành quả xứng đáng với đội bóng của viên Lê Thành Hùng. Đức Hạnh lại giơ sân để nhường chỗ cho Minh Quân. Điểm số vừa rồi của Quốc Đoàn là rất quan trọng. Pha phòng bóng tốt của Quốc Đoàn. Hàng sau của Hà Tĩnh đang có những pha phòng thủ rất kiên cường, nhưng vừa rồi họ đã bị đánh bại. Đức Hoàng đã không thể có một pha phòng thủ như ý. 20-19 cho Ninh Bình liên về Postbank. Và ghi điểm là của phụ công Lê Thanh Giang. 20 đều. Một tình huống theo chắn không tốt của các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Rõ ràng lực tấn công của ngoại Bình bên phía Ninh Bình là Vasilenko chưa có được hỏa lực tốt. Hà Tĩnh đã vươn lên 21-20. Dù chỉ là cách biệt mong manh một điểm thôi, nhưng điều đó giúp cho tinh thần của đội bóng vàng vẫn được duy trì ở mức cao. Bây giờ thì Vasilenko đã có một quả đập rất tốt và kết thúc chéo sân rất hay của cầu thủ người Azerbaijan. Đội Ninh Bình xin lên người, số 10 ra sân, số 3 vào sân. 21 đều. Chuyền hài gạo cội sang với Đức đã được tung vào sân ở thời khắc quan trọng của set đấu thứ 3. Đội bóng ra ngoài sân. Điểm cho Ninh Bình Liên Việt Postbank. 22-21. Giang Văn Đức năm nay đã 36 tuổi. Tuy nhiên anh vẫn giữ được sự ổn định. Pha vập này nhanh rất hay, và người kết thúc sau cùng là Thanh Phương. 22 đều. Những diễn biến của set đấu thứ 3 đang diễn ra rất kịch tính và hấp dẫn. Chiến thắng ở set đấu này vẫn đang được chia đều cho cả hai đội. Chuyền một tốt. Vẫn còn. Một pha bóng không hiểu ý của các cầu thủ Hà Tĩnh. 23-22. Rất tiếc cho Hà Tĩnh. Đã có sự lưỡng lự của các cầu thủ áo vàng, để rồi họ đã để mất điểm. Vasilenko đang dần hay hơn. Cơ hội cho Ninh Bình. Không có một tình huống phòng thủ tốt nào của cầu thủ Hà Tĩnh sau pha đập bóng của Nguyễn Thanh Tùng. 24-22. Và hai set point cho đội chủ nhà. Lỗi vị trí của cầu thủ Hà Tĩnh ở trong tình huống vừa rồi.
Và khi để cho đối thủ có hai set point thì huấn luyện viên Thanh Hùng đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Cần phải cắt điểm ở tình huống bóng tiếp theo nếu như cầu thủ Hà Tĩnh không muốn nhận thất bại ở trận đấu thứ ba này. Kết thúc thời gian tạm dừng, quay hai đội trở lại sân đấu. Thời gian hội ý đã hết, hai đội trở lại sân để tiếp tục trận đấu thứ ba. Hai điểm là một lợi thế không hề nhỏ với Ninh Bình, nhưng cơ hội chưa phải đã khép lại với Hà Tĩnh ở trận đấu thứ ba này. Họ cần phải có một tình huống chuyền một tốt để triển khai phối hợp tấn công hiệu quả. Vasilenko tiếp tục thực hiện quả phát bóng. Những pha phát bóng rất đều tay của tay đẹp người Azerbaijan, rất lung túng. Và sau đó với chiều cao vượt trội của mình thì Cung Văn Hoàn đã có một pha xử lý rất kinh nghiệm. 25-22, chiến thắng đã thuộc về Ninh Bình Liverpool. Và họ tạm thời vươn lên dẫn trước Hà Tĩnh với tỷ số 2-1 sau 3 set đấu. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ tư. Trận đấu giữa hai đội Ninh Bình Liverpool Bank và Hà Tĩnh thuộc khuôn khổ giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2023. Đội chủ nhà Ninh Bình Liverpool Bank đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 2-1 sau 3 trận đấu. Ở trận đấu thứ tư này, họ thi đấu ở phần sân bên phía tay trái mạng nhỏ của quý vị và các bạn. Và chuyền hai Anh Phi là người thực hiện quả phát bóng. Và chấp được cơ trên lưới tốt của Lâm Văn Xanh. 1-0 cho Ninh Bình Liverpool Bank. Trong trận đấu thứ ba vừa qua, Hà Tĩnh cũng đã chơi rất kiên cường. Nhưng những thời khắc quan trọng của trận đấu ở diễn biến cuối thì đội bóng của huấn luyện viên Lê Thanh Hùng đã có sự chệch choạc để rồi họ không thể có điểm. Quả đập của Quốc Đoàn, một đều. Đây là trận đấu rất quan trọng với cả hai, đặc biệt với Hà Tĩnh. Họ cần phải có chiến thắng để đưa trận đấu bước vào trận đấu thứ năm.
và kết thúc tốt của Đinh Văn Phường, 2-1 cho Hà Tĩnh. Và pha bóng lỗi của Nguyễn Quốc Đoàn, điểm số được cân bằng 2-2. Đây là trận đấu thứ 3 trong ngày thi đấu đầu tiên của Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2023. Ở hai trận đấu đầu tiên, Hóa Chất Đức Gia Hà Nội đánh bại VTV Bình Điền Long An với tỷ số 3-0. Ở nội dung của Nam, Biên Phòng vượt qua thành công cũng với tỷ số 3-0. Có thêm một điểm nữa dành cho đội chủ nhà. Trận đấu cuối cùng trong ngày thi đấu hôm nay đó là trận đấu ở nội dung của nữ giữa Hà Phú Thanh Hóa và đội nữ Ninh Bình Liverpool. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 20:45 sau lễ khai mạc. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20:15. Vòng ngày mai cũng sẽ diễn ra 4 trận đấu. Trận đấu sớm nhất diễn ra vào lúc 14:00, nội dung của nữ giữa Galasimco Thái Bình và Hóa Chất Đức Gia Hà Nội. Các nhà đương kim vô địch của giải bóng chuyền quốc gia, Galasimco Thái Bình sẽ có trận đấu đầu tiên ở Cúp Hoa Lư năm nay. Năm ngoái Thái Bình không tham dự giải đấu, còn năm 2020 họ đã lọt vào trận chung kết và thất bại trước Bình Điền Long An. Hà Tĩnh sẽ có trận đấu thứ hai của mình vào ngày mai, đó là cuộc đối đầu với Hà Nội. Do mỗi bảng đấu chỉ có 3 đội, vì vậy mà một chiến thắng gần như sẽ đảm bảo cho các đội bóng một tấm vé vào chơi tại vòng bán kết. Một chiến thắng ở vòng bảng vô cùng quan trọng. Pha vập đánh chồng đã loại bỏ hoàn toàn hàng chắn của Ninh Bình. Điểm cho Ninh Bình 5-4. Và pha bóng tốt của Thanh Tùng, nhưng sau đó thì hàng chắn của Ninh Bình đã không thể hóa giải được quả đập của đối phương khi bóng đã chạm chắn ra ngoài sân. 5-5, không có một sự chênh lệch lớn nào giữa hai đội trong 3 trận đấu vừa qua. Set 1 Ninh Bình có chiến thắng 25-23. Set 2 chiến thắng thuộc về Hà Tĩnh, tỷ số của set 2 là 25-17 nhưng về Hà Tĩnh. Trong khi đó, trận đấu thứ 3 vừa qua, Ninh Bình có chiến thắng 25-22. Quả phá bóng của Vasilenko, cầu thủ người Azerbaijan. Năm ngoái Ninh Bình không có ngoại binh, nhưng năm nay khi không còn sự phục vụ của Quốc Duy, họ đã buộc phải mua ngoại binh. 7 năm, cách biệt 2 điểm đã được tạo ra dành cho đội chủ nhà. Tiếp tục là quả phá bóng của Andrei Vasilenko. Đường bóng đã tốt hơn. Một tình huống mà hàng sau của Ninh Bình đã mất tập trung. Lỗi thuộc về Thanh Tùng. Thanh Tùng đã không thể phòng thủ. Ở trong một tình huống bóng không khó. Và bám chắn tốt của Cú Văn Hoàn. Ở mùa giải vừa qua,
Văn Hoàn đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của mình. Văn Hoàn được phát hiện khá muộn. Văn Hoàn là cầu thủ quê Nam Định. Có thêm một điểm nữa dành cho đội chủ nhà sau pha bám chắn thành công. Tiếp tục là quả phạt bóng của Cù Văn Hoàn. Vũ Công sinh năm 1996. Điểm Hà Tĩnh 7-9. Người vừa ghi điểm là Thanh Tùng. 17. Vẫn còn. Pha phối hợp lỗi nhịp, nhưng các cầu thủ Ninh Bình Liverpool vẫn có điểm. 11-7. Cơ hội lại đến với đội chủ nhà. Thầy Tùng đã không thể có một pha kết thúc thành công. Nhưng ở pha bóng vừa rồi, cầu thủ Hà Tĩnh đã mắc lỗi chạm lưới. 12-7 cho Ninh Bình Liverpool Bank. Mặc dù quả đập của Thầy Tùng bóng đã đi ra ngoài sân, nhưng rất tiếc cầu thủ áo vàng đã chạm lưới. Cách biệt 5 điểm đã được tạo ra với lợi thế nghiêng về đội chủ nhà. Điểm Hà Tĩnh 8-12. Bây giờ Hà Tĩnh đã cắt được chuỗi lợi điểm của đối phương. Pha phối hợp đánh chồng rất hay của cao thủ Ninh Bình Liverpool Bank. Và người kết thúc sau cùng là Lâm Văn Xanh. Pha phối hợp chiến thuật rất hoàn hảo. Những cú đánh chồng thương hiệu xuất phát từ thể công, nhưng các đội bóng như Ninh Bình hay Biên Phòng cũng đã tập và có sự nhuần nhuyễn rất lớn trong các pha phối hợp. 14-8, cách biệt đã là 6 điểm rồi. Khi mà các thủ Ninh Bình lấy lại sự tập trung cao độ, họ vẫn có phần nhỉnh hơn so với các thủ Hà Tĩnh. Đường chuyền quá ngửa. Quả đập tốt của cầu thủ người Azerbaijan Vasilenko. 15-8. Whoa!
và kết thúc uy lực của Lê Minh Quân. 9-15. Vẫn đang là một khoảng cách khá lớn được cầu thủ Ninh Bình tạo ra. Pha đập tốt của Vasilenko. Rõ ràng càng chơi thì trận đấu ngoại bình người Azerbaijan càng phần nào chứng tỏ được khả năng chuyên môn của mình. Những quả đá bóng cũng đã có lực tốt hơn. Điểm được ghi cho Hà Tĩnh. Và vòng lỗi của các thủ Hà Tĩnh. 17-10. Với cách biệt như thế này, đội chủ nhà Ninh Bình Liên Việt Postbank có cơ hội lớn để có được chiến thắng trong ngày ra quân tại Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay. Trong sân và bàn chắn tốt của Hà Tĩnh. 12-17. Minh Quân phá bóng. Bây giờ là cơ hội ghi điểm cho đội bóng áo vàng và họ đã thành công. Người vừa ghi điểm là Nguyễn Quốc Đoàn. 13-17. Vẫn còn. Pha đập bóng không khó của các tay đập, vì vậy mà hàng sau của hai bên đều đã có những tình huống phòng thủ tốt. Một pha bóng rất giằng co, cơ hội lại đến với Ninh Bình Liên Việt Postbank. Được chuyền ở tầm hơi thấp, lỗi của Cù Văn Hoàn. 14-17 cho Hà Tĩnh. Quân Hoàn đã hơi bị giật mình ở pha bóng vừa rồi và anh không thể có một pha xử lý bóng an toàn. Điểm. Lại có thêm một điểm nữa dành cho cầu thủ Hà Tĩnh. Hà Tĩnh ghi 4 điểm liên tiếp và bây giờ Ninh Bình Liên Việt Postbank đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Tưởng chừng như Ninh Bình sẽ không gặp nhiều khó khăn ở trong trận đấu thứ tư này khi họ đã tạo ra khoảng cách từ 6 đến 7 điểm trước Hà Tĩnh. Nhưng bây giờ khoảng cách đó chỉ còn lại có 2 điểm mà thôi. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Trận đấu bắt đầu bước vào giai đoạn quan trọng. Huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã xin hội ý kịp thời để giúp cao trò gồng lấy lại tinh thần
lấy lại sự tập trung khi mà Hà Tĩnh có một chuỗi liên điểm ấn tượng. Tiếp tục là quả phá bóng của Minh Quân. Chuyền một tốt. Chạm bóng ra ngoài sân. Thành Tùng đã có pha kết thúc sau vạch 3m. Những pha phá bóng tấn công của Vasilenko thường có độ ổn định rất cao. Nhưng vừa rồi là pha phá bóng lỗi của số 9 bên phía đội chủ nhà. Đội Hà Tĩnh xin thay người, số 13 ra sân, số 19 vào sân. Bên phía Hà Tĩnh, Trần Duy Anh đã vào sân để thay cho Lê Thanh Giang. Bóng chạm chắn ra ngoài sân sau quả đập của Cú Văn Hoàn. Bên cạnh khả năng kết thúc thì Văn Hoàn cũng đã hoàn thiện kỹ năng phòng thủ trên lưới và đặc biệt là phát bóng. Vẫn còn. Cuối cùng thì Quốc Đoàn cũng đã bị đánh bại bởi hàng chắn của đối phương. Điểm thuộc về Ninh Bình. 20-16. Không cho thả xác định điểm thuộc về Hà Tĩnh. 17-19. Đập bóng không qua lưới. 20-17. Nếu Hà Tĩnh giành điểm ở phòng bóng vừa rồi thì chắc chắn trận đấu sẽ diễn ra kịch tính hơn. Nhưng cơ hội chưa phải đã khép lại với đội bóng hoa vàng. Văn Đức đã rời sân để nhường chỗ lại cho đàn em anh Phi. Kinh nghiệm của Văn Đức vẫn còn rất nhiều giá trị đối với Ninh Bình Liverpool Postbank. Điểm Hà Tĩnh 18-20 cho Hà Tĩnh. Một pha phối hợp hay của các cầu thủ áo vàng. Quốc Đoàn phá bóng. Tình huống điều chỉnh chuyển một không tốt. Nhưng sau đó là pha xử lý bóng rất hay của chuyền hai anh Phi. Anh Phi đã có pha chuyền bóng bằng một tay rất tuyệt vời để đồng đội ghi điểm. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Thanh Hải cũng đã rất hiểu ý đồng đội ở trong pha phối hợp vừa rồi. Pha xử lý khéo léo của các đội Hà Tĩnh. 19-21. Hà Tĩnh vẫn đang cố gắng để bám đuổi. Bóng chạm chắn ra ngoài sân sau quả đập của Nguyễn Thanh Hải. Nguyễn Thanh Hải vừa mới đến Ninh Bình từ đội bóng Trường Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay đội bóng Trường Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính và một loạt những cầu thủ đã ra đi. Các nhà cựu vô địch quốc gia đang đối mặt với
làn sóng chảy máu tài năng. Văn Hạnh đã đầu quân cho Thế Công, còn Thanh Hải cũng đã chuyển đến Ninh Bình, và những cầu thủ trụ cột khác cũng đang tìm đường rời bỏ đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Hòa. Chạm bóng thành công với chiều cao lên đến 2m02, Nguyễn Văn Hoàn luôn chiếm rất nhiều lợi thế trong những pha tranh chấp trên lưới. 23-20. Tình huống điều chỉnh cho một lỗi của cầu thủ bên phía Ninh Bình. Sư Phạm bên phía Hà Tĩnh là Quốc Đoàn. Đá bóng rất tốt. 24-20. 4 match point. Gọi rất lớn để đội chủ nhà có được thắng lợi chung cuộc trong trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu mở màn của họ tại Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2023. Tiếp tục là quả phát bóng của Nguyễn Thanh Tùng. Lực phát bóng là tốt, nhưng pha phòng bóng vừa rồi, bóng đã đi ra ngoài sân. Vẫn còn 3 match point. Ninh Bình đỡ bóng và có cơ hội lớn để triển khai tấn công. Chuyền một tốt. Hai quả đập liên tiếp của Vasilenko đều không thành công. 22-24. Hà Tĩnh đã cứu được 2 match point. Nhưng cơ hội dành cho Ninh Bình vẫn còn rất nhiều. Vẫn còn pha phòng thủ hay của Hà Tĩnh. Chạm bóng ra ngoài sân. Điểm được ghi cho Hà Tĩnh. Quá căng thẳng và kịch tính. 23-24. Hà Tĩnh vừa ghi 3 điểm liên tiếp vô cùng quan trọng để níu kéo lại cơ hội của mình ở trong trận đấu này. Và lần thứ 2 ở trong trận đấu thứ 4, huấn luyện viên Bùi Chu Tảo đã buộc phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Dù đã có những pha điều chỉnh chuyên môn tốt ở những match point vừa qua, nhưng Ninh Bình Liverpool Bank đã chưa thể tận dụng được 3 cơ hội đầu tiên. Trong tay họ vẫn còn 1 cơ hội nữa để kết thúc trận đấu này. Hà Tĩnh đang chơi đầy quả cảm. Họ không dễ bị khuất phục. Rất đáng khen cho đội bóng áo vàng. Kể cả có thất bại trong cuộc đấu này với các nhà đương kim vô địch Ninh Bình Liverpool Bank, thì cầu thủ Hà Tĩnh cũng đã để lại rất nhiều dấu ấn. Những pha đầu bám trên lưới rất gắt của cầu thủ Hà Tĩnh. Nhưng sau đó họ đã không thể có điểm. Và trận đấu đã kết thúc. Tỷ số của trận đấu thứ tư là 25-23 nghiêng về đội chủ nhà Ninh Bình Liverpool Bank. Và họ vượt qua đối thủ với tỷ số chung cuộc là 3-1.